Chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ 1 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 trang số 208. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện đề bài gợi ý trong sách giáo khoa. Đầu tiên là phần trắc nghiệm. Câu hỏi số 1. Người viết chiếu câu hiền là ai? A. Lê Thánh Tông. B. Thân Nhân Trung. C. Quang Trung. D. Ngô Thì Nhậm. Chúng ta lựa chọn đáp án D, Ngô Thì Nhậm. Câu hỏi số 2, phẩm chất chủ yếu nào của người nông dân được Nguyễn Bình Chiểu ngợi ca trong văn tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc? A. Cần cù giản dị. B. Chịu thương chịu khó. C. Dũng cảm chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc. D. Lập chiến tích vẻ vang. Chúng ta lựa chọn đáp án C, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc. Câu hỏi số 3, tác phẩm nào đã nói đến sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ? A. Tự Tình bài 2. B. Khóc Sương Khuya. C. Thương Vợ. D. Văn tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Chúng ta lựa chọn đáp án C, Thương Vợ. Thương Vợ của Trần Tế Xương nói về sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ, người vợ là bà Tú. Câu hỏi số 4, trong số những văn bản dưới đây, văn bản nào được viết theo thể hát nói? A. Bài ca ngắn đi trên bãi cát. B. Lễ ghét thương. C. Vịnh Khoa Ti Hương. D. Bài ca phong cảnh Hương Sơn. Chúng ta lựa chọn đáp án D, bài ca phong cảnh Hương Sơn. Câu hỏi số 5, văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945 phát triển dưới chế độ xã hội nào? A. Phong kiến. B. Thực dân phong kiến. C. Thực dân nửa phong kiến. Và D. Nửa thực dân nửa phong kiến. Chúng ta lựa chọn đáp án C, thực dân nửa phong kiến. Câu hỏi số 6. Vì sao viên quản ngục trong chữ người tử tù nhận mình là kẻ mê muội? A. Đã không thấy hết tài viết chữ của ông Huấn Cao. B. Đã không nhận rõ lẽ sống cao đẹp của con người. C. Để tỏ lòng tôn kính đối với người cho chữ. D. Để tỏ thái độ khiêm tốn, nhún nhường. Chúng ta lựa chọn đáp án B, đã không nhận rõ lẽ sống cao đẹp của con người. Câu hỏi số 7, trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia, tiếng cười trào phúng và lòng căm phẫn của tác giả Vũ Trọng Phụng nhằm vào đối tượng nào? A. Những kẻ còn giữ thói phong kiến hủ lậu. B. Những kẻ đua đòi tần thời Âu hóa. C. Những kẻ vì ham của hợm mà mất hết tình người. Ở đây, chúng ta lựa chọn đáp án D, cả ba ý trên. Những con người được miêu tả trong Hạnh phúc của một tang gia hội tụ đủ tất cả ba đặc điểm trên. Câu hỏi số 8. Những lời nói cuối cùng của Chí Phèo thể hiện tâm trạng nào? A. Khao khát sống. B. Liều chết. C. Căm hờn khi thấy mình bị lưu manh hóa. D. Uất ức tuyệt vọng vì bị cự tuyệt quyền làm người. Ở đây, chúng ta lựa chọn đáp án D, uất ức tuyệt vọng vì bị cự tuyệt quyền làm người. Câu hỏi số 9. Dòng nào nêu đầy đủ và chính xác tác dụng của việc sử dụng thành ngữ? A. Sinh động, hàm xúc gần gũi với người lao động. B. Hàm xúc do hình ảnh, cảm xúc gần gũi với người lao động. C. Sinh động, hàm xúc do hình ảnh, cảm xúc. Và D. Gần gũi với người lao động, sinh động, do hình ảnh và cảm xúc. Chúng ta lựa chọn đáp án C, sinh động, do hình ảnh, cảm xúc gần gũi với người lao động. Câu hỏi số 10. Trong đoạn thơ Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông, một duyên hài nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công của Trần Tế Xương, trong bài Thương Vợ có mấy thành ngữ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Chúng ta lựa chọn đáp án B, 4 thành ngữ. Câu hỏi số 11. Trong hai câu thơ Mõ thảm không khua mà cũng cốc, chuông sầu chẳng đánh cớ sao om, trong bài Tự Tình bài 1 của Hồ Xuân Hương có hiện tượng sử dụng từ ngữ theo phương thức chuyển nghĩa nào? A. Ẩn dụ. B. Hoán dụ. C. Mở rộng phạm vi nghĩa. D. Ẩn dụ và hoán dụ. Chúng ta lựa chọn đáp án A, ẩn dụ. Câu hỏi số 12. Dòng nào nêu đầy đủ và chính xác những thành phần câu có tác dụng liên kết ý trong văn bản? A. Chủ ngữ, thành phần phụ chú, trạng ngữ chỉ tình huống. B. Chủ ngữ trong kiểu câu bị động, khởi ngữ, trạng ngữ chỉ tình huống. C. Chủ ngữ, thành phần phụ chú, khởi ngữ. D. Khởi ngữ, thành phần phụ chú và trạng ngữ chỉ tình huống. Ở đây, chúng ta lựa chọn đáp án B, chủ ngữ trong kiểu câu bị động, khởi ngữ và trạng ngữ chỉ tình huống. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các câu hỏi trong phần tự luận. Câu hỏi số 1, bàn về lợi ích và hứng thú của công việc tự học.
Trong đề này, trước hết chúng ta cần xác định có những cách học phổ biến nào, tác dụng của mỗi cách học ấy ra sao, như học dưới sự hướng dẫn của thầy cô, tự học và học theo nhóm. Tiếp theo, chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi em hiểu thế nào là hoạt động tự học, tức là nêu khái niệm tự học. Tự học được hiểu đơn giản là quá trình tự làm việc, tự tiếp thu kiến thức mà không có sự hướng dẫn, chỉ bảo của người khác. Bản thân bạn phải tự nghiên cứu, suy luận, tư duy. Khi ấy chúng ta sẽ làm chủ quá trình tiếp thu kiến thức, bao gồm cả thời lượng học, khối lượng kiến thức phải nạp cùng với phương pháp học. Tiếp đến, chúng ta phải nêu được lợi ích từ việc tự học. Đó là rèn luyện được khả năng làm việc tự lực, có điều kiện đánh giá xem xét đúng sức học của bản thân, tìm ra những yếu điểm, những chỗ khuyết điểm để bù đắp những điểm mạnh, điểm tiếp tục để phát huy. Tự học giúp chúng ta có thể sử dụng thời gian một cách linh động và hiệu quả nhất. Tự học còn là một cách để rèn luyện tính cách và tâm hồn. Nên dành thời gian cho việc tự học như thế nào là hiệu quả? Ngoài việc học trên lớp, tự học cần được dành nhiều thời gian hơn vì nó là hoạt động mang lại hiệu quả tối ưu nhất đối với người học. Ngoài việc tự học thì chúng ta có cần kết hợp với các hình thức khác không? Ngoài việc tự học, người học cũng cần tham khảo thêm ý kiến của thầy, của bạn để nắm vững những kiến thức cơ bản đã học, đồng thời tạo điều kiện đi sâu, tìm hiểu khám phá những kiến thức mới hoặc thực hiện những ý tưởng độc đáo, táo bạo và mới mẻ. Tiếp theo, chúng ta đến với yêu cầu của đề bài số 2, nêu ý kiến của anh chị về chủ đề của truyện ngắn Hai đứa trẻ. Theo anh chị, đó là câu chuyện về một ngày tàn, một phiên chợ tàn và những cuộc đời tàn tạ, hay là câu chuyện về niềm khao khát vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn? Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em lập dàn bài chi tiết cho đề bài số 2. Một là phần mở bài, trước hết là giới thiệu về Thạch Lam, nêu một vài nét tiêu biểu nhất về phong cách nghệ thuật của ông. Sau đó ta giới thiệu về chủ đề của truyện ngắn Hai đứa trẻ, đó là vấn đề nghị luận của chúng ta. Cuộc sống quẩn quanh, bê tắc, tội nghiệp của những người dân nghèo khổ nơi phố huyện tồi tàn. Phần thân bài, trước hết ta đến với luận điểm Hai đứa trẻ. Trước hết là câu chuyện về một ngày tàn, một phiên chợ tàn và những cuộc đời tàn. Chúng ta phân tích những hình ảnh thể hiện buổi chiều tà, hình ảnh ngày tàn. Được báo hiệu bằng tiếng trống thu khốc, hình ảnh mặt trời lặn, dãy tre làng đen lại, hay hình ảnh phiên chợ tàn, mọi người gần như đã về hết, chỉ còn lại đôi người đang còn dở câu chuyện, trên đất la liệt rác rưởi, lũ trẻ con đang cố nhặt nhạnh, tìm tòi những gì còn có thể dùng được của những người bán hàng để lại. Tiếp đến là hình ảnh những kiếp người tàn. Như mẹ con chị Tí, ngày ngày mò cua bắt ốc, đêm đến lại lầm lũi dọn hàng nước, dù chả kiếm được là bao. Chị em Liên cũng có một cửa hàng tạp hóa sơ sài, chẳng đáng là bao nhiêu. Con ba cự thi hơi điên, cười khanh khách, ngửa cổ ra đằng sau, uống một hơi cạn sạch cút rượu, lảo đảo lần vào bóng tối. Tiếng cười vô thức của bà cụ thi có lẽ là tiếng cười duy nhất xuất hiện trong truyện ngắn. Vợ chồng bác Sẩm cùng tiếng đàn bầu bần bật, thằng con bò ra đất. Còn bác Phở Siêu gánh hàng đi trong đêm, tiếng đàn gánh cữu kỉnh, bóng bác mênh mang. Phở của bác là món quà xa xỉ mà chị em Liên không bao giờ mua được. Tiếp đến chúng ta phân tích luận điểm Hai đứa trẻ là câu chuyện về niềm khát khao vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua việc tả cảnh kiên trì hàng đêm chờ tàu, rồi mới dọn hàng, mới đi ngủ của những con người nơi phố huyện, nhà văn muốn thể hiện một tư tưởng nhân văn sâu sắc, đó là khẳng định sự bất diệt của khát vọng, của ước mơ. Cuộc sống dù nghèo khổ, tăm tối, bế tắc đến đâu cũng không thể dập tắt được hy vọng và khát vọng của con người. Cuối cùng là phần kết bài, ta khái quát lại vấn đề nghị luận, khẳng định Hai đứa trẻ vừa là một câu chuyện về một ngày tàn, một phiên chợ tàn và những cuộc đời tàn, nhưng cũng vừa là câu chuyện về niềm khát khao vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài soạn kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ 1 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 trang số 208. Các em hãy truy cập vào trang lơ giải 2.com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt!